Đài Phát thanh Hà Giang. Tin hồng thương điệp. chương trình thời sự tổng hợp cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang văn này, khai có lên phần tin, tiếp làng cầm tì mơ pi nòng nghe phóng dự huyện bắc mỹ hít lại việc về viên những tim mò lỡ đảm bảo bay mai bông thốt đang mua phấn Khán này mời Pin Hoàng toàn nghe nội dung của chương trình. Văn tiếp phép cầu, du khách sạn Eregon Tây Hồ Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã hạch lệ ký kết thỏa thuận hợp tác đến tập đoàn JFS, mượn việc Phúc Lạc Long bày giả tỉnh Hà Giang. là lễ ký kết mời ké Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, kẻ Nguyễn Công Tàn, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Ké Phạm Văn Hùng, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Miền Núi, Ké Lê Văn Lâm, Phó Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ké Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ké Phạm Thành Công, Chủ tịch Tập đoàn JFS, đại diện Lai Sở, Bộ Ban Ngành Quốc Trung ương. Mưa bường tỉnh Hà Giang bị ké Triều Tài Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ké Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo lai sở ban ngành quốc tỉnh, các hạ hợp tác xã, túc mày giả quốc tỉnh. Hạt chiến lược ở Hà Giang, phân trung tâm túc lấy lòng bày giả của các nước. Đã ở thời gian quá, tập đoàn GFS đã bị lại việc hạt bằng thần việc túc bày giả rút tỉnh Hà Giang, mò óc dự án mượp túc lấy lòng bày giả Căn đề tà giác tà khò rút lại huyền tham thiếp à của Hà Giang. Hư mưa nó phe bày già, vậy ốc hộp bức tử. Hư huyền quản bà ốc máu hạ hợp tác xà, một lúc lại lòng bày già. Lại việc hẹt này, đã nhận đầy ba quan tâm, hừa hẹt của tập đoàn cfs Tập đoàn JFS là tập đoàn đầu tư, đang chống bị phân lai cổ phần, cúc tiếp thong công ty thành viên. Mì đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, hẹn hạ tầng, thương mại dịch vụ năng lượng, khoáng sản, chuyển giao công nghệ, cùng bò phát triển bền nông nghiệp. Đời lại bị quá, JFS đã bị những đóng góp cài luôn hàng ngân sách lệ khoảng thí phát tỷ ngân, chấm vào việc hẹn hàng xuyên cân hẹn việc. Đối chờ ái lệ ảo khẩu hẹn dự án bút lấy lòng già, gần đề tà giác tà khò, rú sốc huyền A à của tỉnh Hà Giang. Hờ ốc đề máu, lai hợp tác xả bút lấy lòng bày già. Hờ mưa nó cùng bò khai quảng, điểm túc bày già giúp Hà Giang theo bài bản, mê hệ thống. Lại việc để thỏa thuận hợp tác bài này, mê hạt lại nghiên cứu cơ bản, cơ sở khoa học, hợp việc bài học túc quang lại lòng bài xả giúp hạ Giang Hư hạt hạ tầng cùng bỏ học hạt lại mô hình túc thử long giả. lại lòng bài xả, hư hạt lại váy máy sản xuất chế biến lại lòng dược phẩm cùng bỏ sản phẩm thiên nhiên từ dược liệu để sản xuất do hệ thống cút lại doanh nghiệp cộng đồng, doanh nghiệp phân phối đầy liên máy của một loại doanh nghiệp cộng đồng hạt óc. thông bường cùng xe bao căn, xã ơi lòng, mừng nguồn lực về ao khảo hạt quảng là chương trình. Lần rút nạc lệ, kế chiều tại vinh, biết thư tình ủy Hà Giang đã lần đỏ, việc tròn cấp ao khảo phúc thử lại lòng bày giả má, sẽ góp phân khai quảng bờ hạt nông nghiệp giúp Hà Giang. Này là việc đầy ưu tiên, các việc quan trọng tốt cón của đảng bộ chính quyền, lai cấp, lai ngành, chủ đại tăng tỉnh Việc lúc lại lòng bày già giúp Hà Giang, đã đại thủ tướng chính phủ chất trí phê duyệt đề án mưa ao Hà giang và nâng đã những tì bút bày giả của cả nước để điều kiện buồn phà hạp để thúc lấy lòng bày giả các đảng lân đè mi lấy lòng bày giả quỷ điều hà giang chứng bì Kế chiều tài vịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lần hôm nay văn này, này đã lễ ký kết này lê pa phối, phối, phối hợp đầy bạc cũng lươn quản, quản lý doanh, doanh nghiệp lươn khoa học nghiệp, các lươn dân, dân khỏi ái lẻ và Tôi phối hợp, hợp này sẽ vần khai ốc quàng cấp ốc khẩu hạch quàng thêm lại mô hình chú hà giang bởi góp phần hư cân dân chống mặt đầy ngân thu tạo đầy rác đầy kho vừng tối nà tập đoàn jfs kế phạm thành công chủ tịch tập đoàn jfs cùng lần thông điệp của đời lệ lê. lê quay lò một vai trò của một quan hệ hài hòa cúc cân dân đường khoa học doanh nghiệp các chính quyền miền đại hệ thống tổ chức mưa chuối sản xuất giá trị cấp công nghệ, hạp đế bạc đầu tư, lê lai tổ chức kinh tế của cộng đồng. Quá này, dung thường đầy những ăn lên bi thần, mưa đình của Hà Giang, có phần chống bằng ngân thù, cùng mọi ao kinh tế xã hội của cần dần lê pin đồng đại dân tộc chú dân xà ti quay Pù Thùng, xã thảm tiếp ác quốc tỉnh Hà Giang, Văn cang Thùng Khẩn, kế phạm thành công, chủ tịch tập đoàn JFS lần. Thường ứng chương trình trọng tâm trọng điểm phát triển kinh tế của Đảng, chính phủ tại vùng chương trình trọng tâm mưa phát triển kinh tế quốc Đảng, chính phủ rút lây xã biên giới của Hà Giang, Nhân là dịch đời dịch việc trúc lên ông bày già, quá nghiên cứu của tập đoàn JFS vào đấy là doanh nghiệp đa tận ốc và đầu tư bực khai quảng trúc bày già giúp Hà Giang. Các gia nhân đại pa tòn hẹt của đảng bộ vì ban nhân dân tỉnh Hà Giang đối việc ký kết biên bản thỏa thuận. khỏi tiến lệ và hợp tác thí lươn sẽ chống mà lại lợi ích cài luồng, cấp góp phần, hết thiệt đai mạc, tiêu chí bản hàng phá Theo bà chống mà sẽ chỉ đẩy lại ngân cúa, dù ám đình đảm rúc. Dù kế phạm thành công, Chủ tịch Tập đoàn DFS cấp Phó Chủ tịch ủy ban tỉnh Trần Đức Quý, đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác mở việc rút bày xã dù Hà Giang. Dù lệ, kế Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Đà Lành Rất quan các việc cách nhà nước khoai hoan nghênh lại đồng chí viết tích hợp phúc nhà nước lương dân lươn khoa học vai khai quang về phúc lề lòng bày giả giúp hà giang theo khoai nghỉ nay là việc hẹn mỹ ý nghĩa khoai tính lề đại điều thí của hợp đồng đầy phó giám đốc sở lần giúp vào này từ lúc áo còn hẹt nay xe lề chẳng ái cũng cần dần nhất lề cấp huyền tham tiếp à của hà giang nay lề viết đầy cân dân ái nhất, thả nhất, nhân lệ cấp huyền tham tiếp à của Hà Giang. Các phải ao óc bài học kinh nghiệm quỷ đã cá nước, tốt quán để hứa cân trần hay kinh, chống mà tơi thồng đầy, đầy đầy bạc hơn, khen hành để nhà nước cấp duyệt nghiệp, chống mà đầy lời. Việc đàn lên hân nề, lê dự đầy hà, mùi ấm đình tình của quốc tổ quốc. Đới tình thần hẳn, khỏi so chúc sự kiện này, so chúc đồng chí Nguyễn Công Tàng, các tàng cá là đồng chí Hồng Lèng, Thành Công. Đến những việc tàn óc thỏa thần hợp tác của tập đoàn CFS các tỉnh Hà Giang, xe tương ba đại học cộng hạch quảng Chỗ Hà Giang, bần tì bước mây già cải luồng nhất Đời cá nước. Hay lòng giờ, chống mặt thương hiệu mây ra mi tiền, Đời nước cùng bỏ lãnh nước táng. Ông mây ra bần nương đã những mây bước góp phần chống ba ngân thù cải luồng hạ cần dân, góp phần dự đại hà ba quan hệ hợp tác cùng mò dung thuyền đại những an lành bị thần cũng bồi bường vài chỗ mà đại thành công đại hà quốc chương trình đời thông văn tiếp xúc cấp thiết chất bờn cầu đoàn đại biểu quốc hội khoa tiếp tham tỉnh hà giang để kế thao hồng sơn quốc đoàn đại biểu quốc hội quốc tỉnh hay quốc đoàn đã bị bay bay quay mưa thủy điện thông chạy hà xã thiên phàng huyện xín bần sông biên hà xã thuần hòa thanh thủy vị xuyên theo báo cáo quốc đại liên bãi thủy điện thông chạy thông biên hà thì khăn này lại lên máy, đang bay khẩu vận hành, hoạt động, đảm bảo an toàn, mưa hồ đập, thông teo dư nằm, Cùng mò, lai lên dần rút tờ bường thông teo dư nằm của lên máy thủy điện. hẹn mai việc kiểm tra giám sát, đợi lúc vận hành, khai thác công trình thủy điện, đại đại hà, chống mà lợi ích, hờ lai công ty, doanh nghiệp đầu tư, mưa hạt thủy điện, góp phần nộp ngân sách nhà nước, xong do lại dự án thủy điện lúc bay khảo hạt, lại phải hết hận phải đấy hẳn lại thu lại đình đàm trúc của cần dần cùng một năm sẽ thuồng thằng điện đồng hết ảnh hưởng thân việc đầm túc của một tời tổng của cần dần rút sở tì hết thủy điện lại tác động trực tiếp thân môi trường sinh thái các việc phát triển của là liền váy thủy điện xe hết đình lớ cùng một môi trường theo phong lòng bị ảnh hưởng quá thực tế bề quài rút lại liền váy thủy điện ké thao hung sơn cũng đoàn đại biểu quốc hội khóa tiếp tham tỉnh Hà Giang đang ghi nhận cấp chị bén có những ảnh sạc của lại doanh nghiệp hạt điện máy thủy điện đã lúc bay khảo hạt điện máy cùng bỏ phát điện quá này cùng báo lại điện máy thủy điện phải hạt đầy mạc việc kiểm tra giám sát vận hành đăng ký việc kinh doanh để lại huyền và chống bằng ngân thù cùng bỏ ba chủ động Mình trách nhiệm cấp nghiệp vụ mưa nộp phí dư đồng quá này cùng quay thân khai quảng mưa việc rút điện đồng lai ngành chuyên môn cũng phải coi lần báo mơ cầm mốc, mơ tràng hồ tùy điền, hẹn hồ sơ đăng ký, Mưa kháng nằm, cấp nằm, thuế tay người nằm, giá ngân lương bảo hiểm xã hội, mi giải pháp khắc phục xử lý men đại những tỷ đình lỡ giúp hồ tùy điền, cùng mò bường Tài hồ tùy điền, cũng lại liền máy, phải đảm bảo Hạt cần dân yên tâm, hẹn kinh. Tốt là nhận để tin lên mưa lại ăn bị vai, do bay bốn phương luôn bao lời giúp huyền mèo vạc, trải văn thiếp chết bướn cáo, Phó Chủ tịch UBND ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã về kiểm tra mưa những tô lăng bị vai của mỏ cách thảo của rước xả tan nga huyện Mèo Vạc. Khảo khám thiếp sốc, nói chào văn thiếp chết bướn cáu, du huyện Mèo Vạc mịt phôn cái cấp lâm bào. Bốn phôn lâm bao, đã leo tôm lươn ca hờ mí lử, rút hồn phiền búng xả khẩu vai huyện Mèo Vạc. Hậu quả lê lan in nương pét bướn, lục ca lử đã hay. Rút xả tan nga buôn phun lâm pao đã leo park nướng pet hiếp ăn lươn bì vai đã hẳn mì ăn lươn nướng bị tống thuyền pet ăn lươn bì bên pài lươn lớp học nướng cố trường tiểu học bị bên pài Nào hẳn buôn phun lâm pao nhường leo vai cáo thiếp thóng ha khấu cấp thóng thiếp pet ha bắc cố xả. tốt làng buôn phun lâm pao sài ốc ban chỉ huy phòng chạy buôn phun lâm pao xã cửu non huyện mèo vạc đã thần kiểm tra các lần chắc bị nòng cơn dân biên những tù làng bị vai cấp tham tham lại lươn bị thiệt hại. Hết phương trầm thị tài ti, huyện miêu vạc đời ơi lòng công an huyện, không hợp vì nòng cơn dân ổn định kiến số còn vạn. Khèn hẳn chuyên đô cua lái lại lươn tăng. Bường ná huyện miêu vạc, đã hứa bạt ra phốn vài vì nòng cơn dân ổn định kiến số còn vạn. Dù này, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã chế bác lấy khó khăn cốt lại lươn chập khó khát do bốn phốn lùm bao lều. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng ấy, từng lườn hứa căn những tổ lăng bị vay, phải men ổn định kiên giúp còn vằn. On việc bên những tổ lăng bị vay quốc xã Tát Nga huyện Mèo Vạc, Ban chỉ huy phòng chế lâm nằm nòng cấp xã cứu nạn huyện Mèo Vạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trác xã phần ta ơi lòng cần ngân quốc hồi lại lươn bị vay. Âu thùng tinh thần bao đầy hót bà khát đã pin nòng cơn dân. Khen hàn men tàu ngập, lần những tù lang bị phai cùng đẻ xá hệt men phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao bán chỉ huy phòng cháy lùm bao nằm nòng cấp xã cửu nan huyện Mèo Vạc phần tàu lên trao học viên nòng cơn giận cấp lại cơ quan đơn vị số huyền chủ động phòng cháy lúc mi phơn cái lùm bao say óc phần tàu trực tăng văn tăng khẩn phải chắc để bảo chuyên tối cố bến phả cấp thảo vừa hờ men do ảnh hưởng cú bay phùn phùn số tài thảm khuyên văn thiếp chất, chào văn thiếp bét, chú huyền hoang sô phì, phôn cài đặt liều vài lại cua cái của nhà nước, của mỏ của cân dân. Hờ thân thông rơi trải văn thiếp bét bên cầu, pháp phôn cài chú huyền hoang sô phì, đà leo đền lớ, túm ta cân nâng, chú xa đầm dịch chấp nát, hơn bác nâng đơn dân bị ảnh hưởng do đền lớ. Đang hẳn bị tiếp tham luôn, phải chuyến men, thần tí số táng. Lai xả bị ảnh hưởng nát nà, mi thị trấn Vinh Quang, xa chiến phố, sắm xả hồ. Một việc đầm rút của cần dần, pháp cài đã hẹn hài hơn tiếp hát à đến khẩu mùa chút Lai xả, mò ngâm đằng vài, sẵn xả hồ, cấp xả đàn ván. Pháp cài nhanh đeo lỡ hơn tiếp hạ xiên mét vùng đình, bôi lông lai tăng cài bài mà. Khăn này rũ huyền Hoàng Châu Pì, mì Tiếp xả, bị đình lỡ bắp tăng bài mà, nắc nà. Còn việc này, ban chỉ huy phong chống đồng bào xả cứu Đàn huyền Hoàng Châu Pì đã bảo đới lai xả thị trấn, và khảo ơi lực lượng tài tỷ, hư lai lươn bị hải nắc nà, men pin dừng toàn bị phai do phồn lầm, vai pin ổn định, mưa tỷ kín tỷ rú. Đới những khả tăng bài mà chút lai xả bị lên lỡ bồi, huyền cũng đã chủ động lần báo lực lượng một dân quân đoàn thành niên, men hư căn, khai bóng thút nhưng khả tăng bị bắp. vì nòng thương điếc, rút hình phố hạ giáng, phun cả đà băng thường hệt kín cấp kín giúp còn văn Pema ma có bị nồng. Lại phần qua ma, do ảnh hưởng cốt bệnh bốn phun lâm bao tay thám, chính long hẳn lại huyền thành phủ giúp tăng tỉnh hà giang mi phun cái. Nằm rút lại lống khối lai khấn lều thuốm giúp lại ti đào thành phố hà giang. Giúp ngó thiếp dốc đường an phú giúp tổ tham phương minh khái, khăn này mì nửa thong thiếp lươn. Khảo sâu dơ chào văn thiếp bét bướn cẩu nằm đà thướn, vàng thường kín rút còn vàng cốt bì nòng cần dân rút này. Nằm kháu lươn dân men quá, chỉ lòng hàn phân nừng lươn mít lập chân đô quốc thằng tì đáy đứa. Lúc nằm thuồng lai nhất lê thùng nửa thong mét, vàng thường bì nòng cần dân mít bày ma đáy. Ca Nguyễn Bình Thành, rút tổ thám phường Minh Khải, thành phố Hà Giang Lân. Búng ở đây là, là từ lúc 6 giờ rồi. Năm thăng khẩn này lê từ lúc sốc rời chào Thằng cầu giờ ngài thì nằm đạt thằng thuộm thằng lươn khỏi Do đầy pi nòng đời đà xóm cấp chính quyền thần hừa ham đô chuyến lườn Dù này pi giờ nằm cùng thuộm lòng này Chính Long hằn, ái cấp chính quyền hừa tổ bòn khỏi hạt lòng giờ Vậy nằm mỹ nhăng thuộm lề Kế hoàng dì hòa giữa tổ thống phường Minh Khái thành phố Hà Giang Lân Tình trạng ngập lụt cục bộ ở khu vực này thì từ năm 2009 cho đến năm tháng khẩn cấp thủm lươn dân mỏ khăn này vì thông xin linh cầu mì bay nâng, thân khăn này chứng bị máu bắt đầu từ hạ giờ chầu, lê nằm đạt thăng khẩn, cắp nặng căng lúc, căng thăng khẩn thùng. Phần cái cũng lép thuộm lại khả tăng rút thành phố Hà sáng mì tì thuộm từ mét hạ thường thống mét hạ, liều tắp tam bé mạng nhất là khả tăng minh khái qua cổng trường phổ thông dân tộc nội chú tình. Phôn cái năm thuống. cùng bằng thường việc bé mà có học sinh các bị nòng cơn giấn Lại ô tô sẽ máy lúc bé qua khả tăng này đã bị thuống. phải nhờ bé trước quá. Còn việc này, công an thành phố Hà Giang đã ảo về thông học sinh các bị nòng cơn dân qua lại ti bị năm thuống. Khen hẳn hứa lại lần dần chuyên đô cốt thẳng ti đầy đưa. Chúng ta Mạc Văn Cường Phó trưởng Công an thành phố Hà Giang Lân. Trước hoàn lưu cơn bão số 3 thì Công an thành phố đã thông báo để trực 100 trong quân số, trong đó lực lượng xung kích của quán phố, Tức quán chắc bị ảnh hưởng, cúp hôn lâm suốt thời tạm, thì thành phố Hà Giang cũng đã lên báo trực tăng các quân số, đang hành lực đường xung kích. Quốc công an thành phố đã đảm bảo một việc cứu hộ, cứu nạn, đã số tiếp cán bộ, để bén phần ốc sốc tổ, phần ốc lai tì, lần điều đới cảnh sát giao thông công an thành phố đạp phần luồng lai kha tang pai ba bị nằm thồm cắp hư cân dần chuyến cu cái óc khói nhưng tì nằm thồm hàng thân chuyến lai lan học sinh óc khói tì nằm thồm đưa con em học sinh ra khỏi vùng trường tiểu học Quang Trung nằm đào thuốm tăng lại sân trường khắp phong học rút tăng ếch. Cán bộ giáo viên lươn trường đã hấu học sinh nghỉ học cáp trên bàn tăng đồ quốc khấn tăng tài thống tăng lái xã phương thiền thành phố hát giáng cùng bị thuốm tham khá tăng khẩu lai thốn tiến thắng thôn trấn thôn lâm đồng thôn mè các thôn thường, bị thuốm thướn mì tì thuốm nửa mét nứng ướm lê vai thiếp hạ hát a cáp lại đinh đâm piuốc lại lòng phép thua tăng nào hàn nằm đã leo thuốm cáo lươn dẫn cáp cao thác ngoán bằng thằng việc bề mà cốt bị nòng cơn dẫn thông trường tiểu học cấp trường trung học cơ sở xã Phương Thiền. rút thành phố Hoa Giang, mì thiếp tí nằm thuộm lái, mò xã Phương Thiền, phường Minh Khái, phường Quang Trung, phường Nguyễn Trái, xã Ngọc Đường, các phường Trần Phú. con việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố trao Ủy ban Nhân dân lai xã Phường, Thủ trưởng lại cơ quan đơn vị trường học giúp thành phố, mình trước lại lươn dần nó khói tí nằm thuộm thần tí đầy đưa. Cha bán chủ huy phòng chơi lươn pa nằm nòng, cấp xã cứu nạn lấy cấp trực tăng văn tăng khẩn hở cán bộ bay ti nằm thuống hứa bị nào cơ dân biên những tô lăng bị vay khen hẳn men lên khẩn ủy ban nhân dân các bán chỉ huy phòng chạy lôm nằm nòng cấp xã cứu nạn thành phố vài chủ động phòng chạy bồn phồn lôm thành phố hát sáng lên hát điếu cấp lại huyền đào tỉnh lên tăng lái phải lên chắc lần đại xã phường thị trấn lên hợp vi nòng cơ dân cấp lại cơ quan đơn vị áo thúng cảnh giác Phòng chạy đình lớp cắp nằm xuống. Hãy công điền số linh cầu của ban chỉ đạo mở ứng phó đối biến đổi khí hậu. Phòng chạy minh lâm bào nằm đòn cắp xã cứu nạn của Bộ Công an. Công điền số thòng bác phải tiếp tham của lãnh đạo Công an tỉnh mở việc ứng phó đời bay phần đông số tài thảm. Văn thiết chất bường cầu, trạm cảnh sát giao thông Vĩnh Tùy, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bay khẩu lần báo một lại kế hoạch công điền thân lai tổ đội cán bộ chiến sĩ do ảnh hưởng của bài phạm phần phần lồng số tài chú đoàn tỉnh Hà Giang, đời thông văn quá, đã bị phôn cài, cấp nằm thông, đã thông khẩn. Hãy kế hoạch cùng một cam báo của lãnh đạo công an tỉnh, mưa phong chay, mê nằm non loạt, lông bào, xã cứu đàn, cứu hồ. Quá này mẹn hết đại hà, lại phương án, ứng phó, để ảnh hưởng của bài phần lồng. Theo hành, trạm cảnh sát giao thông Vĩnh Tùy đã lên báo cán bộ quốc là thân lai ti bị nằm thùm, bến lừa, ti nguy hiểm, vài lần báo hợp cần dần bài mà quá những tỷ này, đảm bảo an toàn, mưa tùa cần. Lần báo hợp cần dần, giúp những ti sợ phắng lông phắng khổi, mình nguy cơ đình lỡ, lè mít bân khẩu sợ, phân khẩu sở, những tỷ này. Chủ đồng phân luông, mưa tăng bài mà, Vào đấy ngành giao thông vận tài, men giải tỏa, nhưng toàn tăng bị tắp, đảm bảo dư béo thuốc bài mà, đời tăng lại tình huống. Pì nòng thương điếp mời Pì nòng toàn nghe phóng sự. Huyệt bác mê hết lại việc, phải tiền những ti mò lỡ, đảm bảo bè mà thút đã mua phốn. Việc tiền lại ti lỡ, các mò lỡ số lại khá tàng. Lúc họ cùng đầy huyền bác mê hết đầy mạc đã lại buồn qua ma phải đảm bảo bè mà hảo phiong thút. nhân lẽ đã mua phốn, số lại khá tàng đầy huyền bác mê quản lý lúc họ cùng đảm bảo, mỹ hảo tắp tàng hồng lì giúp tỷ đính lớp khá tăng từ thị trấn Yên Phú về bán văn hóa bản làn, giúp khá tăng này khảo bươn chết qua mà đã xảy óc lấy bay lớp đính bằng thầm việc bề mà của bì nòng cơn giận theo lại cần rút này hả chắc, mỹ điều bì này chứ mi đính phía lớp lòng tàng, mà khó mốc phốn còng pì hai mỹ đính lớp xảy óc, mỹ vì đính phía lơ lòng tàng hàng bác hàng xuyến mét khối, liều tóc tăng về mà đầu lại giờ. Kế Lý Văn Thủy rút hồn yên cứ thị trần yên phú huyện bắc mê lân tôi cũng là đi làm rồi thì đi lại đoạn đường này Đấy cũng là rất là nguy hiểm khỏi thông bê hệt việc quá khá tăng này mày khỏi han giản lắm là, vì phí hạ khó mua phấn cùng thông bị đìn lơ vùi lông tàng thì mít bề ma đày đoạn đường này thường xuyên là cũng là hay giao thông đi lại du huyện bắc mê khả này mi tăng cốt lồ tháng thiết thi bề quá Đời Pê nứa sốc thiếp kế sốt từ thành phố Hà Giang, Pê huyền Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng, khắp khả tăng từ chốt trắng huyền Pê xả giáp chúng. Khả tăng từ chốt trắng huyền Pê xả giáp chúng, mì lại tì lớp các máu lớp lại. Đời Pô Pai Linh, chính lòng hàn một vai buồn phần hồng lì, về đìn lớp các nòng nào, nào loa xảy óc lại. Khảo mưa phần Pê Linh thiếp thóng, suốt khả tăng này lì phép kế sốt, đã bị đình phía bùa thướng giúp khả tang mít tì bị lớp cắp nằm loài ao bẫy, xế mít ma đẩy, bằng thường việc bế ma cô bị nòng cơn dân bị giác. Dù lệ đã mua phôn bia này, giúp khả tang sang xảy ốc bạch đến phía lơ cải hở, sau nguy cơ đến phía lơ xảy ốc lệ thúng. Kê Nông Văn Tùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giáp chúng huyện Bắc Mê Lân Nói chung về cái địa bàn chúng tôi là rất là vất vả. Dù xa bọn khỏi lê vất vả lắm, từ này khó tóc chẳng xa mi đến lỡ. Khả tăng này mi đáy nhà nước biển, lúc bị vai phần lai lê bì nòng cường dân hát biển. Nhàng khăn này mi bị vai, từ tóc chẳng xa khẩu nổi nhất của mi thi thằng hà ti. Còn uh, bây giờ hỏng ấy thì rất là nhiều đoạn hỏng, từ xã trung tâm xã vào có ít nhất cũng phải tầm 4-5 đoạn gì đấy. Vì thông xuyên linh thiếp thống, huyện Bắc mê lên nương đòi những huyện quốc tỉnh Hà Giang, bị vay nắc nào do đát lạnh bốn phần hương lì vàng thần kín giúp còn vằn viên hệ kín gốc bị nòng cơn dấn các thằng bé ma mương nằm trường học chỉ long hàn từ hồ bị đoàn xưa linh thiếp thi bàn chỉ huy phòng trên lùm bao nằm nòng cấp xã cứu nan quốc huyền bắc mế đã khuyến kế hoạch lò làng lên bề quáng mưa lại tì mò lỡ. kiện toàn bàn chỉ đạo phòng trại lùm bao nằm nòng cấp xã cứu nan lai xa thị trấn, khuyến phương án phòng trại nằm nòng loạt thời tương xa khẽ nàn hết đè mèo viên lên cháu ầu thúng cách nghỉ có bì nòng cơn dần mưa phong chay nằm nong loạt đến lơ chuyến bì nòng cơn dần nó khói tím mờ lơ hết lại kê chay đến phía lơ kế triệu chủ nghiệp chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc mê lân thế hết thì à, tập trung à, dùng các lực lượng để làm sao là huy động ngay tại chỗ Tớ con lại tập trung tí, lực tí, lượng rút tài tí, phải thao bừa đầy những an khẳng. Tài thòng lê rốt những tì mò lỡ phải mì cách nghẹt lỏ làng. Từ hồ Pi lên hào lai đơn vị số huyện, nhớ lại cơ quan công thương, các quản lý nhà nước hữu hào ủy ban nhân dân huyện về coi lại lại tì này. Là quản lý nhà nước giúp huyện kiểm tra, soát lại các điểm này. này, việc biên những tì đín lỡ các phòng chạy lại tì mò lỡ, để ban chỉ huy phòng cháy lâm bao nằm nòng cấp xã cứu nàn lai xa thì trấn biết nào đầy đứa vì nòng cơn dân đã hết đầy miệng việc phòng cháy lâm bao nằm nòng viên lai kha tăng bị đín phe bụi tăng lâm phải về ma hở pióng thút. khen hẳn lai xa thị trấn đã khai pây diễn tập ở trung năng lực của tổ chức ứng cứu viên những tô lang bị vai do bơn phần lâm pao lều theo phương chấm thi tài tý phải nói bà nhìn tù lăng bị vai lúc đến phía lớp, các phần cái xảy óc. Kế Nguyễn Thế Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê Lân. Trên địa bàn Thị trấn Yên Phú thì có nhiều tuyến mà xảy ra nguy cơ xa lở Dù Thị trấn Yên Phú, bị lại toàn tàng mau lỡ, lại toàn tàng từ tóc trang xả thường lại thôn bị lỡ, trình lòng hàn bằng thường kín rút còn văn có bị nào cơn dân. Đào lúc đến phía lỡ, thì trần cùng ơi lòng lực lượng rút lại tí vào đời lại cơ quan các ơi lòng tăng lại đá, pi nòng cơn dân viền lại phải phải ma hợp biếng thút nhân phải đảm bảo phải ma biếng thút đã mưa phấn nợ phải nhưng tổ lang bị vài mưa cần cấp ngân cua hả cần về tàng đào lại pi quá mà bản an toàn giao thông các bàn phòng trên lâm vào nằm nòng xa cứu nạn phòng công thường cấp lại đơn vị chức năng cô huyền đã vào khăn khẩn kế hoạch tiền lai kha tàng từ hồ pin linh thiếp thị bằng ngân vốn sự nghiệp giao thông cố tỉnh huyện bắc mế đã phân hào lai xả thị trấn với khảo biên lai kha tàng đào huyền tăng liên thốn giao hào lai cơ quan chuyên môn về khảo huyện cầu hệ kể chạy lỡ sốt lại kha tàng hay xảy óc đến phía lỡ đang hẳn chất lượng lai công trình này lúc họ cùng để tạt khẩn tốt con kê nguyễn Hữu thống có phòng công thường huyện bắc mế lần Đối với các cái công trình uh, khắc phục bán, sau khi xảy ra khắc phục thì uh, lúc lại toàn tàng vì tắc mít bế ma thuốc, lệ đầy lại đơn vị vì, vì nòng cần dân vào tương căn phiên lại, tương vừa quản lý để đảm bảo lâm lại kỹ thuật tật đó. Theo cái quy trình cũng như là cái đảm bảo cái kỹ thuật về cái uh, quy trình xây dựng. Của... Khẳng này rút lại khả tăng bế ma đa huyền, cùng mò lại khả tăng tình lộ về quốc huyền Bắc Mế, bị hàng chục tỷ mò lớp phải đẩy phiên mở tỷ lỡ xuất khả tăng quốc lộ tháng thiếp thí xế, kế số tháng thiếp vết xà Minh Ngọc, tỷ mở lớn thổn bắc Mia thị trần Yên Phú, khả tăng Minh Sơn giáp chúng đường hồng. Chỉ lòng hàn về đàm bằng bài ma biếng thút, nhất lệ đáng mùa vốn phấn, lại xa từ ngân đại huyền cấp hở, đã bê khảo phiên lại khả tăng, phần trách nhiệm lò làng để thương cần, khen hàn lần chắc lại lực lượng trực thả thẳng lúc mê việc xảy óc nhân lại rút tờ cao cắp lái kha tàng hết cốc. Biển tàng vết cổng nằm con mùa bốn phốn, hệ đầy mèo việc kiểm tra lái kha tàng đa văn phốn, lắp tạt biển báo giúp những toàn tàng màu lỡ, trực tàng văn tàng khừng đào mua phốn. Lúc khi việc xảy óc phải tập trung cần đồ quốc bên hở men, phải xây mai hoa đáy piếng thút. cá trường Phúc Hoàng, cán bộ phòng công thương huyện Bắc Mê Lân cán bộ chuyên môn thì cũng thường xuyên phối hợp với ủy uh, ban các xã thị trấn cán bộ chuyên môn vào đời lai xa thị trấn về coi lại lại khả tăng bị lỡ tìm mò lỡ bằng thường xe mít bay ma đáy. phòng chống trường ở những uh, uh, vị trí sạt lở bường nà buồn phà xe mi lại trên tôi phần cả xe băng thường lỡ tăng hay điên phà lỡ lông tàng mít bay ma đẩy khen hẳn việc phèo lớp cũng có thể xảy ốc mi chắc lúc hảo rút lại toàn tàng con việc này, ban chỉ đạo phòng chạy buồn phôn nằm nong loạn, cấp đảm bảo bài ma khu huyện Bắc mế. Vườn tàu lần trao lại xả cấp lại cơ quan chuyên môn, lại lực lượng chức năng hiệt hợp đầy đứa, Đảm bảo bài ma thương thuốc đã mua buồn phôn. Kế chiều trùng nghiệp, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê Lân. Những cái việc lớn thì các xã chủ động lại xả phải dùng ngân an toàn về mà để cấp công phí phải biên tàng này lên ngân hư học pi nồng cơn sấn phải biên lại khả tàng bị vay tàng lại khả tàng bị lỡ lại pi nồng cơn sấn đều hừa cắn biên lại đời ba chủ đồng đó lúc khẩn kế hoạch biên những tô lăng bị phai rút lại khả tàng đau huyền bảo đời ba khảo cuộc cốt lại cơ quan chuyên môn lại xả cấp lại doanh nghiệp giúp huyền Thiên lệ việc đảm bảo an toàn về mà phiêng thuốc đã mở phần của huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang, lúc họ cùng đẩy hết đấy đứa. Từ hàn góp phần nói về những tù lang bị vậy mưa ngân quốc khắp tính mạng của vì nòng cơn dân. Góp phần cải lương khẩu đảm bảo an ninh chính trị, cùng mở trong hợp ba bế khẩn mưa kinh tế văn hóa xã hội của huyện. Bị thương điếp, chương trình thời sự thèn coi cầm tay của đài phát thành Hà Giang văn này, bị phát thành viên Hoàng Huy, Kim Thí kỹ thuật viên bích huệ hệt thường này lê thuyến, Biểu mắt bì đã toàn nghe chương trình. Thường điếc chào bì